Với nhiều người, gia đình là nơi an toàn và bình yên nhất. Nhưng không phải tất cả đều có chung cảm nhận đó. Đối với các chị em phụ nữ, trẻ em thường xuyên bị bạo hành bởi những người thân, thì ngôi nhà đó không khác gì một địa ngục trần gian. Quyết tâm trở thành điểm tựa cho đối tượng yếu thế này, từ năm 2007, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã lập nên ngôi nhà bình yên. Và đây là một địa chỉ tạm lánh, an toàn, bảo mật và miễn phí dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và mua bán người. Ngoài Hà Nội, tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện cũng đang có một ngôi nhà bình yên như thế. Ra mắt từ năm 2018, ngôi nhà bình yên tại đất Tây Đô không được nhiều người biết đến ngoài những cá nhân bất hạnh này. Chị là một người vợ bị chồng bạo hành suốt nhiều năm, vẫn còn đi trốn khắp nơi. Nhưng vẫn không yên thân vì liên tục bị phát hiện và bắt về. Mãi cho đến gần đây, chị tìm đến ngôi nhà bình yên này. Mình đến đây được hỗ trợ về ăn ở rất là chu đáo. Và cái cảm giác an toàn mình rất là yên tâm. Mình không có cảm giác lo sợ, lo lắng về người chồng của mình ảnh hưởng đến tâm lý của mình nữa. Không chỉ cung cấp nơi tạm thời từ 3 đến 6 tháng, ngôi nhà bình yên còn mang đến các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, hoàn toàn miễn phí như tham vấn tâm lý, hỗ trợ y tế, pháp lý, kỹ năng sống, học văn hóa, đào tạo nghề và theo dõi hồi gia an toàn trong 24 tháng. Sau nhiều năm thành lập, thông qua số điện thoại đường dây nóng 0919 480 908, ngôi nhà bình yên tại thành phố Cần Thơ đã tham vấn cho trên 570 ca và tiếp nhận lánh nạn cho 87 trường hợp bị bạo hành, xâm hại và mua bán người. Đảm bảo làm sao mà họ luôn nhận thấy được quyền của họ, giá trị của họ, phụ nữ luôn được yêu thương và không đáng để bị bạo lực, để không là nạn nhân của mua bán, để xâm hại, là họ phải nhận thức được hết những cái đó và họ sẽ tìm kiếm được sự hỗ trợ, cho dù sau này họ có gặp những trường hợp tương tự thì họ có một cái kỹ năng cần thiết cơ bản nhất để ứng phó. Ổn định tâm lý, nhận thức được quyền và tự bảo vệ được bản thân không phải là điều dễ dàng. Nhưng nhiều phụ nữ, trẻ em bước ra từ ngôi nhà bình yên này đã làm được. Đây là lá thư do một nạn nhân của bạo lực gia đình gửi đến những nhân viên của ngôi nhà bình yên nhân ngày 20 tháng 10. Em không biết làm sao để kể hết tất cả những điều tốt đẹp mà em nhận được từ nhà bình yên. Nhờ sự hỗ trợ ấy mà đây, em đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống và học cách đưa ra giải pháp cho những vấn đề mà bản thân em phải đối mặt. Không những thế, họ còn trở thành những cánh tay nối dài, trở lại hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất cho ngôi nhà, nơi từng cho họ bình yên. Điều này đã tạo thêm động lực, giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thêm vững tin với sứ mệnh trở thành người bạn tin cậy đối với những phụ nữ, trẻ em yếu thế.